đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coin 98. Và hiện bây giờ đó thì Coin 98 cùng Thuận Capital đang tổ chức Medium Lucky Winner trong mỗi số video trên kênh YouTube Thuận Capital với giải thưởng lên tới 1.000 đô la. Thì mỗi video đó sẽ có 10 giải may mắn, mỗi giải giá trị 5 đô la trả bằng token C98. Ở cái phần mô tả đó thì có cái link Google Form các bạn có thể tìm thấy một số những thông tin chi tiết cũng như là tham gia đó thì các bạn chỉ cần là điền cái mã tham gia được trình chiếu trong video này cái lucky winner number cái con số này sẽ thay đổi theo mỗi cái video và các bạn điền cái số đó vào sau đó điền địa chỉ ví VIP 20 các bạn tạo trên coin 98 super app là có thể tham gia thông tin chi tiết sẽ nằm dưới cái video này và trong cái thời điểm này đó thì nhiều bạn cũng comment đó, Thật ra các bạn cũng có thể tìm thấy những cái comment tương tự trên những cái mạng xã hội Đó chính là lúc mà giá không tốt đó, thị trường bất ổn Thì nhiều người đã nói là bây giờ đã nhận ra được tại sao Bitcoin vẫn mãi là king của crypto Thì nếu các bạn đã nhận ra được mà các bạn chỉ mới vào thị trường này hay là không tới 2 năm đã nhận ra được đó Thì các bạn đã giỏi hơn thường rồi Tại vì trước đây đã thường phải tốn 2 năm mới thật ra nhận ra được là tại sao bitcoin đó là đồng đứng thứ nhất tại vì đó là đồng mà người ta có cái lòng tin vững chắc nhất trong thị trường này cộng đồng lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất và chúng ta cũng thấy rõ ràng hơn đó khi mà chúng ta thấy cái giá cả không được ổn gần đây đó thì bắt đầu Chúng ta thấy được là đây là cái dữ liệu cái phần trăm vốn hóa của BTC so với thị trường thì trong vòng 2 tháng qua đó thì Bitcoin các bạn thấy được là vẫn tiếp tục ở cái mức là khoảng chừng chúng ta thấy là 40% tới 41%. Nhưng mà bắt đầu từ cái thời điểm là ngày 10 tháng 5 đó, trong vòng 3 ngày qua thì cái phần trăm vốn hóa BTC đi đi từ mức là 39,64% lên tới cái mức là 43,16%, nghĩa là đang tăng lên, có nghĩa là tiền đó đương nhiên một số lượng tiền đã rời khỏi thị trường này nhưng mà những cái số lượng tiền còn lại thì có dấu hiệu là họ đẩy ngược trở về btc có nghĩa là họ muốn lưu trữ cái đồng an toàn hơn và nếu các bạn mới tham gia thì có thể thấy điều này là lạ nhưng mà thật ra không có gì là lạ đâu bitcoin đó vẫn là xu hướng chung của thị trường này có thể là có một đồng hai đồng trong một khoảng thời gian nào đó nó không có đi chung xu hướng với lời BTC điều này hoàn toàn có thể dựa theo một thông tin nào đó trong thời điểm đó dẫn đến cái sự FOMO trong thị trường hay là lo lắng trong thị trường cho nên cái giá nó không đi theo BTC nhưng mà nói chung đó thì các bạn thấy được là Bitcoin vẫn là thương hiệu hàng đầu ở trong thị trường này vẫn là một đồng mà có tính thanh khoản cao nhất và được nhiều tổ chức đầu tư những cái công ty lớn có sự tin tưởng và những nhà đầu tư dài hạn như là thôi như bạn có cái sự tin tưởng cho nên Bitcoin nó vẫn là cái xu hướng chung của thị trường này và những lúc mà tình hình tốt đó thì nhiều bạn sẽ ít quan tâm đến BTC hơn cảm thấy được là BTC cũng không có gì gọi là nổi bật nhưng mà những lúc không tốt các bạn mới thực sự thấy được đó là Bitcoin trong thị trường này đã là cột trụ cực kỳ vững chắc cho thị trường tiếp tục có sự phát triển đó là lý do tại sao mà không phải tự nhiên mà các bạn thấy được là trong cái video mà thường thường hay đăng đó các bạn thấy được trên kênh này đã có Tới thời điểm này đã là 1.317 video rồi trong vòng 5 năm qua và đương nhiên 1317 đó là tính cái số video thôi Mỗi video có thể có uh, được tới là 3-4 phần trong đó Thì chúng ta được là hầu như video nào chúng ta cũng thấy là Thuận cũng có cái logo BTC ở trên góc bên tay trái để nhắc nhở các bạn là Bitcoin trong thị trường này đó cái vai trò quan trọng như thế nào tất cả thumbnail đều có hình của BTC trên đó và tại sao mà thường rất chú tâm chia sẻ về BTC tại vì nếu như các bạn không để ý đến BTC đang làm gì mà các bạn mãi mê nhìn vào những đồng khác đó thì các bạn sẽ không thấy được sự thật như thế nào, không thấy được là tình hình của thị trường ra sao nếu như các bạn không có chú tâm theo dõi BTC và đó cũng lý do tại sao mà thuận dành rất nhiều thời gian để mà chia sẻ về BTC với các bạn và đương nhiên thuận đã chia sẻ gần đây rất nhiều những cái video liên quan đến tâm lý thị trường liên quan đến thuận có suy nghĩ như thế nào về cung quản tài chính về mùa đông crypto thuận đã trả lời rất nhiều những câu hỏi của các bạn trong những cái video gần đây nói chung thì những gì mà thuận cần làm đã làm năm ngoái rồi thuận đã chia sẻ với các bạn rất nhiều thời điểm ngay bây giờ đó thường vẫn tiếp tục là trung bình giá theo cái phương pháp và cái kế hoạch của thường định ra không có gì thay đổi hết vẫn tiếp tục trung bình giá như thường đã từng chia sẻ với các bạn trong vòng mấy tháng qua và đương nhiên cái đồng thường chú tâm nhiều nhất vẫn là BTC như là thường chia sẻ với các bạn trong vòng bao nhiêu tháng qua thường chỉ chú tâm vào BTC và lý là sao các bạn bây giờ cũng đã hiểu rồi thì nhiều bạn hỏi đó thì tiền đâu mà trung bình giá mà thường cứ không có chia sẻ thì có thể là các bạn không biết một cái trend mà thường đu bao nhiêu năm nay đó chính là working to earn ra đi làm được kiếm tiền chứ đâu ra các bạn cũng như là lúc mà giá cả tốt đó mà các bạn đầu tư crypto đó thì ai cũng sẽ gọi cho bạn ai cũng sẽ mời các bạn đi ăn đi uống ai cũng hỏi các bạn cái này cái kia tại vì họ muốn có được lợi nhuận như là các bạn có nhưng mà ngược lại đó khi mà thị trường không tốt đó như là gần đây thì cũng sẽ có nhiều người họ sẽ chọc quê các bạn hay là họ sẽ nói kia thì có thể là những bạn nào mới đó cảm thấy khó chịu nhưng mà các bạn cứ đừng có quan tâm đến cái bạn có chiến lược riêng của bản thân mình thì cứ thực, thực hành mà thôi và các bạn cũng nên á, hiểu được là tình hình chung ra sao giống như là chúng ta thấy được là michael Saylor bây giờ đã thì cũng được hỏi rất là nhiều về có phải ông ta đã hối hận về lưu trữ quá nhiều bitcoin trong công ty hay là không thì michael Saylor đó vẫn như vậy vẫn tiếp tục nói là cái tiêu chí hàng đầu của michael strategy là tiếp tục kinh doanh tiếp tục thu mua thêm btc tiếp tục lưu trữ cái số lượng btc mà đang có là một số lượng rất là lớn luôn và Michael Saylor đã cũng nhắc nhở mọi người tại vì BTC đó là một cái gì đó mà các bạn thấy được là thường đó, nó gây ra một cái cảm xúc rất là mạnh Các bạn một là rất ghét BTC hay là các bạn rất là thích BTC Ít ai mà chính giữa mà không có cái cảm xúc đó hết Cho nên những bài viết, những câu nói về BTC đã thường thu hút rất là nhiều những cái độc giả và những người xem Vì lý do đó đó, nhiều người chú tâm vào BTC mà thôi Nhưng mà thật ra Michael Saylor đã nói đó là bây giờ cứ nhìn chung đi tất cả thị trường Đúng là MicroStrategy lưu trữ rất là nhiều những BTC và bây giờ giá cả nó không có tốt, nó gần như là ngang hàng với cái mức mà MicroStrategy thu mua vào. Nhưng mà ngược lại đó, tất cả những công ty lớn như sàn chứng khoán đó, hầu như là tất cả công ty nào cũng lưu trữ tài sản hết đó, tại vì đâu có lưu trữ tiền mặt đâu tiền mặt nó sẽ mất giá theo thời gian cho nên phần lớn đó là họ lưu trữ tài sản và các bạn có biết là tài sản nào họ lưu trữ nhiều nhất hay là không đó chính là họ lưu trữ cổ phiếu của một công ty khác và rất nhiều những công ty công nghệ bây giờ đó là đang có cái sự giảm giá rất là mạnh thì đương nhiên những công ty đó đó cũng đang giống như là Michael chị mà thôi cũng không có sự khác biệt đâu chúng ta được là những công ty mà lưu trữ cổ phiếu như là của Netflix thì trong vòng một năm đã mất đi bảy mấy phần trăm rồi còn nhiều hơn cả Bitcoin nữa Chúng ta có thể nói tới PayPal cũng như vậy Rất nhiều những công ty Và chúng ta cũng thấy là gần đây đó, Ngay cả Amazon cũng thay báo Là lỗ cái phần mà đầu tư vào cổ phiếu Rivian Tại vì cổ phiếu đó đi xuống giá Thì cũng vậy mà thôi Nhưng mà không ai nói tới Tại vì những công ty đó họ đi thu mua Cổ phiếu như công ty khác đó Họ âm thầm Họ không có thông báo Lên trên mạng Giống như là MicroStrategy Và khi mà họ mua rồi đó Thì cả bài báo cũng không muốn nói tới Tại vì cũng không có gì gọi là kiếm độc giả bấm vào hết giống như các bạn thì được Amazon thu mua lại một phần trăm hai phần trăm hay là năm phần trăm của công ty nào đó thì thực ra phần lớn người ta cũng không quan tâm nhiều không giống như là nếu như mà có một cái tựa đề là Amazon thu một Bitcoin mặc dù là có thể là Amazon một ngày nào đó thu mua Bitcoin đó chỉ là một phần nhỏ thôi cực kỳ nhỏ của của công ty trong khi mà lưu trữ cổ phiếu của Rimian là gấp mấy trăm lần nhưng mà người ta vẫn muốn xem cái phần Bitcoin tại vì nó gây cái sự cảm xúc và độc giả sẽ đọc vì lý do đó đó Michael Strachey nói không có gì phải đáng lo, lo ngại hết tại vì hầu như là tất cả những công ty đều nằm chung một cái xu hiện bây giờ là tình hình chung của thị trường không được ổn đó là cái lời trả lời của Michael Saylor hiện bây giờ bây giờ đó thuận chuyển qua để mà nói về uh, Luna và USTD tại vì đây tiếp tục là một cái uh, đề tài rất là nóng mà cộng đồng đã rất là quan tâm cách đây không có lâu đó ngày hôm qua thường có chia sẻ một cái bài bỏ phiếu là một câu hỏi phổ biến đó thường nhận được đó chính là có phải là bạn đang bắt đáy Luna hay là không lúc này thì giá Luna đó là khoảng thường nhớ là 35 cent 0,35 đô cỡ đó thì chúng ta thấy được là có rất nhiều bạn bỏ phiếu tổng cộng là 2.365 bạn bỏ phiếu cho thấy được đó là phần lớn 44,4% các bạn nói là không có bắt đáy Luna ở thời điểm đó nhưng mà khoảng chừng 1 phần 3 nó là đang bắt đáy Luna và chúng ta thấy được là cái bài bỏ phiếu tương tự ở trên Telegram đó thì cũng có cái kết quả tương tự 4.882 bài bỏ phiếu và chúng ta thấy được là 44% đó thì nói là không có bắt đáy Luna nhưng mà 33% đó thì nói là đang bắt đáy như là 1 phần 3 thì nếu như mà cái bài bỏ phiếu này là đúng như thật đó thì khoảng 1 phần 3 của cộng đồng Thuận Capital đang bắt đáy thời điểm trên đây là hơn một ngày và kết quả ra sao thì các bạn cũng đã thấy rồi tình hình của lưu nào UST đó thì không có cái sự tiến triển như là mong muốn chúng ta đã thấy được là giá của UST đó tiếp tục đi xuống dưới một đô la còn sâu hơn nữa bây giờ là 0,13 cent cho một đồng UST trong khi mà điều này không nên có chuyện xảy ra các bạn thì được giá và là một đô la chứ và Terra đây thì các bạn thấy được là bây giờ đã có rất nhiều con số không nhưng mà đáng tiếc là những con số không này nó không phải nằm sau lưng mà nằm ở phía trước đó chính là 0.00006994 đô la cho một đồng Luna mỗi ngày đều xuống khoảng chừng 99 trăm tại vì sao tại vì tiếp tục là có người đó họ muốn uh, bán đồng USD của mình họ muốn trả trở về thì đồng USD sẽ bị đốt và số lượng tương đương theo Luna đã tính theo đô la sẽ được sinh ra và điều này dẫn đến là càng có nhiều đồng Luna hơn nữa càng có nhiều đồng Luna hơn nữa thì giá lại càng đi xuống và giá càng đi xuống đó thì nhiều người lại muốn đốt đồng USDT của mình để mà lấy tiền ra điều này là dẫn đến là có thêm đồng theo Luna được sinh ra nữa cho nên cái số lượng sinh ra ngày càng cao đó chính là cái cơ chế mà dẫn đến một cái người ta gọi là death spiral có nghĩa là một cái dòng xoáy chết của theo Luna thì có phải là theo đã chết hay là không thì tôi chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin kế tiếp thì những bạn nào mà tiếp tục bắt đáy Luna đã có thể cảm thấy được là mình làm một cái chuyện gì đó đó thực sự là à, không có nên và có thể là cảm thấy tự trách nhưng mà thường có thể chia sẻ rất nhiều thông tin với các bạn các bạn à, cũng nên hiểu đó là các bạn không có phải là những người riêng lẻ đâu bản thân thường thì may mắn là không có quan tâm nhiều đến uh, the Luna và cũng không có đầu tư nhưng là nhiều bạn xem kênh này cũng đã biết rồi nhưng mà các bạn thấy được là ngay cả những cái youtuber nổi tiếng đó trong đó chúng ta có The Moon Curls thì chúng ta đã thấy được là một trong những người mà nói cách đây hai ngày đã đã lỗ 1,6 triệu đô la vì Luna và trong cái lúc lỗ đó đó thì sẽ không có suy nghĩ chính chắn và lại có cái ý định là mua thêm 200.000 đồng Luna sau đó Luna lại tiếp tục đi xuống nữa tại vì nghĩ là cứ chung mình giá chung mình giá đợi giá lên để mà bán à, thì hy vọng là hồi là một phần vốn nhưng mà các bạn thấy được là tiếp tục thì cái số lượng Luna cứ tiếp tục in ra ngoài dẫn đến tiếp tục đi xuống thêm nữa ngay cả chúng ta thấy được là crypto us cũng như vậy đây là là một người mà thường cũng thường hay xem video đó chính là George thì George của crypto thì cũng có suy nghĩ tương tự lỗ rất là nhiều không nói lỗ bao nhiêu nhưng mà George nói là lỗ khoảng chừng là tính theo đô la đã là khoảng hai căn nhà ở Hoa Kỳ thì hai căn ở Hoa Kỳ dựa theo các bạn ở đâu nhưng mà cứ tính trung bình là khoảng 500 000 một căn nhà đi thì lỗ có như một triệu đô la và sẽ thì cũng có cái định tương tự như là 1 phần 3 nhưng mà bỏ phiếu là tiếp tục trung bình giá thêm để kéo cái giá xuống để hy vọng là khi mà giá tăng lên đó, thì có thể là bán lấy lại một cái phần vốn được nhưng mà các bạn thấy được là cái vấn đề đó là càng mua thì giá đó tiếp tục đi xuống dẫn đến là cứ tiếp tục mua hoài và mua hoài mà giá cứ đi xuống hoài tại vì càng ngày càng nhiều Luna tiếp tục được sinh ra và cho đến tình hình là cách đây khoảng chỉ một ngày ra thì Joe cho nên thông báo là ngừng không tiếp tục bắt đáy nữa tại vì cứ mua vào giống như là tiền đổ sông đổ biển gì đó đó chính là hai ví dụ điển hình mà thôi cho nên không phải chỉ riêng các bạn đâu thường muốn chia sẻ để các bạn hiểu được cho bạn nào mà cảm thấy tự trách thì bây giờ tại vì tiếp tục thu mua mà giá tiếp tục đi xuống đó thì các bạn đương nhiên là hoàn toàn không phải riêng lẻ rất nhiều người cũng có cái suy nghĩ đó. Chi tiết là thị trường không như là chúng ta mong muốn mà thôi. Và nói tới đây đó thì tình hình chung của lưu này như thế nào các bạn thấy được là rất là nhiều những thông báo được chia sẻ trực tiếp đến từ cái twitter chính thức của terra ust và chúng ta được là có một cái đề xuất thực ra họ đã đưa ra đề xuất này đó là ngày hôm qua và cái đề xuất này đó chia sẻ có ba cái phần thứ nhất đó là họ sẽ đốt đồng ust trong cái quỹ cộng đồng quỹ cộng đồng là cái số lượng tiền này dùng để phát triển cộng đồng đó họ muốn đốt cái số lượng ust đó để giảm cái sự tiếp tục có mặt trên thị trường kế tiếp nữa đó là terra sẽ đốt thêm 300... 71 triệu đồng USD ở trên Ethereum Thứ ba, họ nói là họ sẽ stake khoảng chừng là 240 triệu token LUNA để uh, chống lại những người mà bây giờ họ có thể mua đồng LUNA giá rẻ đó thì sẽ dẫn đến là họ lấy cái số lượng đồng LUNA đó đem đi stake rồi sau đó họ có thể là quản lý được cái mạng lưới này tại vì đó là một cuộc tấn công ở trong Proof of Stake và đó cũng lý do tại sao mà uh, Terra Luna cũng đã ngưng một thời gian uh, không tiếp tục cho cái blockchain hoạt động để làm gì để chống lại những sự kiện đó tại vì một ai đó bây giờ thấy đồng luna quá rẻ đó mà họ muốn tấn công tiếp tục họ có thể là thu mua nhiều đồng luna rồi sau đó stake rồi họ sẽ nắm quyền trên mạng lưới đây là mạng lưới chứng minh cổ phần thì ai có cổ phần cao sẽ có cái quyền lớn hơn thì đây là ba điều được chia sẻ bởi the luna nhưng mà đáng tiếc những điều này đó cũng không làm cho cái giá ngưng đi xuống và giá tiếp tục đi xuống và đi xuống và đi xuống và trong cái tình hình này đó thì chúng ta lại nhận được cái thông tin đến từ sàn Binance thì đây là thông tin chia sẻ đó hồi nhớ là cái tài khoản chừng 20 tiếng đồng hồ trước đây thì cái thông tin đến từ Binance đó, họ nói là tình hình của Terra và UST đó thì họ sẽ ngưng, họ sẽ delist đồng Luna và UST cho spot và cho cả margin thì đương nhiên điều là làm cho nhiều người đó rất là phẫn nộ nhưng mà ngay sau đó đó thì lại có thông tin cách đây vài tiếng đồng hồ là Binance đã resume trở lại như là đã tiếp tục hỗ trợ Luna và UST. và nếu như các bạn lên trên CoinMarketCap, market cap đó đừng refresh theo Luna và bấm vào market đó, thì các bạn thấy được là chúng ta có vẫn còn một số sàn lớn như là Binance vẫn còn cho giao dịch Luna BUSD, KuCoin vẫn còn Luna USDT, Gate.io vẫn còn Luna USDT Bitum vẫn còn Luna và đồng Hàn Quốc FTX cũng như vậy nhưng mà một số lượng sàn bây giờ đó thì không cho gửi hay là rút các bạn vẫn có thể trade nhưng mà không cho gửi hay là rút và đương nhiên điều này cũng làm cho nhiều người trader đó không được vui và CZ đó hôm nay cũng đã lên trên Twitter để mà đứng chính lại tại sao lại có quyết định đã delist Luna nhưng mà bây giờ đã, đã mở trở lại rồi tại vì sao thì sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin mới nhất liên quan tới Luna